Loại rau củ mùa đông giàu vitamin C hơn cam quýt. Su hào thuộc họ cải thường có vào mùa đông. Đây là loại rau củ chứa nhiều vitamin C, B6 tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư. Su hào là một loại rau củ thuộc họ cải, chi bắp cải, cả củ lá đều có thể dùng để chế biến món ăn xào luộc, muối dưa, trộn nộm. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đây là thực phẩm tốt và có giá trị dinh dưỡng cao. Su hào rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, ngừa táo bón, phòng chống các bệnh về đường ruột, đặc biệt là ung thư. Vitamin C trong su hào rất dồi dào, 100g su hào chứa 62mg vitamin C, cao hơn cả cam quýt, gần đủ nhu cầu hàng ngày. Su hào còn chứa các khoáng chất tốt như là kali, magie, đồng hay vitamin B6, hỗ trợ miễn dịch, chuyển hóa protein tái tạo hồng cầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phytochemical trong su hào có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, chống lão hóa, có giá trị trong phòng chống ung thư, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Hàm lượng calo trong su hào thấp, 100g chỉ có 24-25 calo, nên được khuyên dùng cho người bệnh béo phì muốn giảm cân. Củ su hào cũng rất giàu các hợp chất carotene, nhất là beta-carotene, tốt cho mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, làm chậm quá trình đục thủy tinh thể. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong đông y, su hào được coi là vị thuốc trị các bệnh về tiêu hóa, mụn nhọt, tiểu đục. Củ su hào có tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải khát, giải độc, tiêu viêm. Tuy nhiên, những người bị bệnh dạ dày, đầy bụng không nên ăn nhiều su hào, có thể làm tình trạng chướng bụng, khó tiêu nặng hơn. Người mắc bệnh tuyến giáp hạn chế ăn su hào.